Xin chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới nhé. Hôm nay thì tôi lại có mặt tại một cái vườn lan sân thượng cũng rất là hứa hẹn. Tôi chưa vào đâu, tôi mới bước lên đến đây thôi. Nhưng mà thấy có vẻ là cũng quy củ. Đặc biệt đầu tiên ấn tượng là có cái cầu thang cực kỳ là bài bản chắc chắn. Đây là cái cầu thang mà lên vườn lan mà xịn sò nhất mà tôi gặp ấy. Đa phần là mọi người làm rất là tạm bỡ. Đấy. Đây là vườn lan sân thượng nhé các bạn. Đây là ông chủ vườn này, bà chủ vườn này. Chào anh chị nhé. Wow. Chào toàn thể các cụ yêu lan. Vâng, wow. Anh giới thiệu gì ạ? Giới thiệu các cụ em là Sơn, vợ Sơn. Là Lý. À vâng, Lý. Hai vợ chồng cũng có cái đam mê Lý Sơn. Lan. Kiếm được một cặp vợ chồng cùng yêu lan là cũng không có nhiều lắm đâu các bạn. Tại vì rất nhiều người là người chồng thì thích thì vợ lại cảm, có người thì vợ thích thì chồng lại cảm. Đấy, nên là vợ thích hơn chồng anh ạ, không cảm nổi. Nhưng mà phụ nữ ấy đã không làm gì thôi, đã làm gì thì đàn ông thua hết, kể cả uống rượu các bạn ạ. Kể cả uống rượu, nếu mà phụ nữ mà đã uống ấy, thì các bạn đừng có cửa, đừng hy vọng có cửa mà thi đấu nhé. Đấy. Vườn của anh Sơn là làm lâu chưa anh? Cái vườn này là em có từ 2018. 2018. 17 đầu 18. Wow. 18. Cái chỗ này diện tích bao nhiêu ạ? 50 mét vuông ạ. 50 mét vuông. Ôi. 50 mét vuông này mà làm thì cũng ra nhiều đạn lắm rồi. Không, nhưng mà em thì chủ yếu là thích hoa để chơi thân lá. Đấy, thì gần như ở đây là phần lớn là thân lá. Thân lá. Ở đây thì tôi quan sát sơ qua thì tôi thấy vườn của anh Sơn với cả chị Lý thì cái hệ thống mà kiểu như để mà tưới tự động ấy là được làm rất là bài bản quy củ và nó rất là gần nhau bạn. Nó chỉ khoảng cách giữa bếp này đến bếp kia nó chỉ khoảng độ 50-50 cm thôi. 50 cm thôi. Chứ bình thường là mọi người có thể để nó khoảng độ 70-80 cm đến 90 cm, thậm chí có người để khoảng cách 1 m 1 m. Nhưng mà đây thì làm là cái khoảng cách từ cái này sang cái kia thì khoảng độ 80 phân, mà giữa các cái mép này thì chỉ có khoảng độ 50 phân thôi. Như vậy thì cái điểm mù của nó gần như là nó không còn, nó rất là thấp. Đấy, và đặc biệt là tôi thấy là anh Sơn thì thích trồng ở chậu gỗ nhưng mà lại đem dùng ni lông để bọc bên ngoài cho nó khỏi bị rơi cái giá thể ra ấy. Thì nói chung là về mặt giữ ẩm thì nó được nhưng mà thẩm mỹ thì nhìn nó cũng không phê lắm. Có lý do này. Lý do là như nào anh? Cái này thì bắt đầu từ khoảng tháng giữa tháng 5 mình bọc cái ni lông vào để cho các cái gió nóng vì ở trên tầng 5 gió rất chi là nóng thì nó để nó khỏi phát động. Thì đến khoảng tầm giữa tháng 9 là mình rạch ra, bóc ra. Thì cái này thì em áp dụng mấy năm rồi, thấy cây nó phát triển rất chi là tốt. Đấy, thì từ thân lá các thứ là nó trồng cũng được 3 năm rồi. Thì cứ mỗi mùa như thế mình chỉ gông nó như thế này. Bị thế này khoảng 4 tháng thôi. Thì tháng 9 là mình phải mở. Thế nói chung là anh cũng nhiều thời gian đấy. Tôi ở nhà chả thời gian mà làm thế này đâu các bạn. Đây là giống gì anh? Nó là một cái giống đốt trúc. Đốt trúc? Đốt trúc của Hòa Bình. Có vẻ đốt nó rất ngắn nhỉ? Nó chỉ có vậy thôi. Nó phì ra, đến cuối vụ thì nó phì ra. Cái giống này thì có đắt không ạ? Đắt tiền không ạ? Không, cũng không đắt lắm đâu. Nó hạn ngày xưa thì nó đắt nhưng mà bây giờ thì chắc là cũng bình thường. Này thì giá thể thì toàn bằng vỏ thông với lại trên mặt là có rêu. Rêu sâu, các loại phân. Tức là dưới đây là vỏ thông này và phân chuối và phân bò nén viên. Trên mặt là giải phân tăng trọng còn phủ lên một lớp rêu. Đến giữa tháng 9 là lớp rêu là bóc đi. Cái này hiện tại thì bây giờ mỗi một ngày anh tưới mấy lần ạ? Ngày một lần duy nhất. Ngày một lần. Anh tưới sáng hay tưới chiều anh? Tưới chiều tối. Thế còn cái chế độ phân thuốc thì sao anh? Phân thuốc thì
cái dinh dưỡng ở trong chậu này thì mình đến tháng 9 mình phải bổ sung thêm phân tam chậu. À. Thuốc thì cứ 2 tuần một lần. À. B1 Super Thai với dùng cái NPK 501. À. Ok, mỗi một cái vườn lại có một cái cách sử dụng khác sau các bạn. Đây là mắt trâu đúng không ạ? À, mắt trâu lưng xanh. À, mắt trâu lưng xanh đây này các bạn này. Mắt trâu lưng xanh. Hoa hoa tự nhiên này. Rất là dày hoa, nhưng mà cái bông này nó cũng sắp tàn mất rồi. À, đây bông mới nở đây. Mới nở sáng nay này. Và nói chung là cái cây mắt trâu lưng xanh này thì nó cũng khá là nổi tiếng rồi, nên là tôi cũng không có nhiều thông tin để không nói lại làm gì nhiều nữa. Chỉ có một chi tiết là cái cây mắt trâu này ấy, thì nó có đôi khi nó lên cái kẻ mờ như này nhé các bạn. Lá kẻ, nhưng nó chỉ là kẻ mờ như này thôi. Và nếu bây giờ kể cả các bạn có đem ra, nhiều người cứ nói là nó, có một số bạn nói là không có giống kẻ, mà nó là do chế độ nắng nọ kia các thứ. Nhưng mà nếu mà ai có thể, nếu muốn cá ấy, thì có thể đến cá với Hoa Lan TV nhé. Đấy, cái cây này nếu mà đem ra hàng ngày phơi nắng thì nó đến cháy lá thì thôi, thì nó cũng chỉ đến thế thôi, không bao giờ hơn được. Còn có những cái cây ấy, nó chỉ ra mới khoảng độ 1-2 lá thôi, 2-3 lá thôi là nó đã kẻ rất là đậm rồi. Cho nên là hoàn toàn nó không phải là do chế độ nắng đâu. Vâng, nhưng mà nó chỉ là cái kẻ mờ thôi. Cái giống này nó sai vâng. Nhưng mà nó tức là nó lại không sọc như đằng kia mà nó lại chấm bằng vàng. Tóm lại là nó kẻ mờ mà nhìn, nếu nhìn thoáng qua là không biết luôn. Đây này, cũng chia sẻ với các bạn yêu lan này. Tại sao một cái thân, đây là dòng Quảng Bình. Vâng. Cánh sáp rất chi là đẹp. Viền nhưng mà ở dưới đang rất to, lên đây nó thắt. Là cái lý do là mình là cái người chỉ thích chơi hoa. Vâng. Thì đem vào phòng lạnh. Vâng. Chơi đúng một tuần trong phòng lạnh. À. Thì đến cái chỗ này là năm ngoái cái thân này là nó đang phát triển thì bỗng dưng nó thắt lại và có hiện tượng thối. Vâng. Thì khi đấy là mình xử lý cái này và tiếp tục đua ngọn tiếp đến đây. Vâng. Thì đây là một cái bài học ở cho các cụ yêu lan, nhưng mà yêu lan thì mình chơi thì mình cũng chơi ở ngoài cái không khí bình thường thôi. Vâng. Đưa vào phòng lạnh là bị như này luôn. Vâng. Đây mình chứng rất rõ ràng. Vâng. Tức là thân nó đang đua giống như thế này. Vâng. Nó lên dần đây. Đưa vào phòng lạnh cái là nó sẽ bị hiện tượng thối nhũn ngay, thối búp ngay. Đấy, thì sau đấy thì mình lại dùng cái Redomin Gold mình nhỏ vào để đẩy tiếp. Để lên đây, nhưng mà đấy, từ đây đến đây là không có màu. Thế vậy thì có sưu tầm được nhiều giống không anh? Đây là ba mắt à? Vâng, nó gọi là ba mắt môi tuyết, mắt nhưng mà môi tuyết. Chưa hình dung được nó ba mắt ở chỗ nào. Tôi thấy cái bông này nó là một cái bông tím rất bình thường các bạn. Và chứ không thấy ba mắt ở đâu cả. Sưu tầm thì người ta bảo ba mắt bốn mắt tuyết. Chung trong là chơi thì cũng có nhiều, ví dụ như mắt quỷ Hòa Bình, mắt quỷ Phú Thọ. Rồi thế thì dòng ám. Các bạn thấy là ở đây là đang có một cái bồn nước này. Bồn nước là nước để dùng sinh hoạt luôn. Đấy, và ở trên này nhá, trên này thì hệ thống mái, cái chiều ngang này khoảng được khoảng 5 mét thôi, 4 mét à, chiều ngang của cái vườn là 4 mét, nhưng mà anh Sơn là anh làm cũng vẫn rất cẩn thận, tức là vẫn là làm mái lệch nhá các bạn, mái lệch, và tôi có cảm giác như đây là hình như hai lớp lưới đúng không? Hai lớp lưới mà lưới thái nhá, à đúng rồi, lưới thái, lưới thái xanh đen mà anh này chơi tận hai lớp nhá các bạn, đấy, cho nên là thực ra thì tôi đang đứng ở đây lúc này là đang giữa giờ trưa, nhưng mà nó rất là mát. Thì cá nhân tôi cảm nhận thấy là như nó sẽ bị nó bị che mất nhiều nắng quá. Đấy. Thì thôi, mỗi người có một cách chơi, có một cái cách để xử lý cái vườn của mình cho nó phù hợp. Đấy. Nhưng mà như vườn của tôi thì tôi dùng lưới đài mà tôi chỉ dùng có một lớp thôi. Đấy, trong khi đây nhá là lưới, bởi vì sao cái lưới đài ấy là cái mắt của nó là mắt tròn, nắng từ hướng nào nó cũng xuyên được nha các bạn. Còn nếu mà ví dụ cái lưới thái này ấy, là mắt mà nó đan cái kiểu công theo cái công nghệ, tôi không biết nó dùng từ gì, nhưng đại khái là ánh nắng không phải là nó chỉ theo một cái chiều nó đấy thôi. Thế mà đây lại một lớp thì đã khó xuống rồi nhá, nếu mà hai lớp nó chồng nhau thì nó đan chéo nhau một lần nữa thì
thì tức là cái mức độ mà che nắng nó có thể tăng gấp, không phải gấp đôi mà có khi hơn gấp đôi, cho nên nó rất là mát, nó rất là mát. Hướng tây, vâng, hướng đông này, hướng tây, tức là nắng từ 6 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều. À vâng. Nên mà nếu mà không như thế này thì các cái hàng con này là không chịu nổi. À vâng. Hàng bố mẹ thì cho hết ra ria thì thoải mái. Vâng. Đây này, anh vẫn còn chơi được rất là nhiều đai châu. Những cái giò đai châu nhìn thấy thân lá nó cũng khá là mập và cứng, rất là đẹp. Rất là đẹp. Những cái này thì đến Tết là vẫn ra hoa rực rỡ luôn. Đấy, còn đây là tìm hiểu mãi thì biết được tên của Thái. Đây á. À. Red là đỏ. Red. Nở được sang tháng thứ hai. Cái này thì nếu mà điều kiện nó mà lý tưởng thì có khi nó phải khoảng 3-4 tháng nó mới tàn hoa ấy. Nó bền lắm. Nó bền lắm. Như cái này không có hương thơm đúng không? Không có hương thơm. Thì thực ra là vẫn những cái giống như này. Nhưng mà vì nó là cây của Thái thì thường nó là cây lai, chứ nó không phải là cây tự nhiên. Thế chính vì thế nên là có những cái cây nó vẫn kiểu kiểu như này này. Nhưng mà tất nhiên tên nó khác nhau, bởi vì nó lai nó ra nó là tên khác nhau. Nếu như mà là có hương thì thời gian nó bền hoa ấy, nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Bởi vì khi nó có hương ấy, thì nó sẽ thu hút côn trùng đến nha các bạn. Và khi con côn trùng nó bò vào đây, nó bò vào trong những cái này, thì cái chân của nó hút, nó dính cái phấn của cái bông này, xong nó thụ vào chính với chính nó, hoặc nó thụ sang bông khác. Thì cứ thụ phấn là hoa tàn thôi. Giống như kiểu chị em phụ nữ các bạn lấy chồng mang thai cái là thôi, cấm đi chơi đêm nhá. Anh kiểu có nhìn thấy những cái chậu trầm nhá. Vâng. Em không hiểu sao cái khí hậu ở trên cái sân thượng này nó rất phù hợp với cái trầm. À vâng. Đấy em có hai. Đây đúng không ạ? Không, đây cũng trầm này, phải không? Không, cái này là trầm lá xếp. Trầm lá xếp. Vâng, trầm lá xếp. Cô Loan ở Hà Đông thôi kỳ. Đây cái trầm. Tức là vâng. Đây cái chậu này là chậu Phi 52 của trầm. Trầm này gọi là Điện Biên. Điện Biên à? Điện Biên mà sao lá to thế? À thân to thế. Điện Biên mà như là Myanmar ấy. À. Cây này thì đây là một cái hiện tượng mà có cây thì phát triển cực kỳ khỏe mạnh các bạn ạ. Lá rất to, thân rất to. Nhưng mà đầu ngọn thì nó đọt, nó trắng ra như thế này. Nhưng nó không phải là cây phát tài nha các bạn. Nó không phải là cây phát tài đâu. Mà theo những cái gì mà tôi hiểu được thì có thể là nó bị thiếu vi chất. Còn không biết có phải thế không. Thì nếu mà bạn nào mà biết ấy, thì có thể comment ở dưới cái phần bình luận để chúng ta cùng chia sẻ. Nhưng mà bởi vì ấy, là cái này thì một thời gian sau thì cái lá này nó sẽ không còn trắng như này nữa, mà nó sẽ xanh trở lại bình thường. Năm thứ ba nó như thế anh ạ. Tức là cứ đến cái thời điểm như này là nó trắng như này. Nó không hiểu nó thiếu cái chất gì. Nhưng mà đến một khoảng tầm đến tháng 9 thì tất cả những cái này nó mất hết, lại trở về xanh bình thường. Đúng rồi, nó sẽ xanh bình thường. Như đây cái cây con của nó cũng thế này. Vâng, đúng rồi. Mặc dù là dưỡng chất rồi các thứ mình cũng bổ sung cho nó thường xuyên. Nhưng mà cứ đến cái thời điểm này là nó như này. Thế thì nó thế, đôi khi cũng có thể nó cái giống nó như thế nha các bạn. Bởi vì bây giờ thiên nhiên nó có quá nhiều thứ bất ngờ và chúng ta không thể nào mà hiểu hết được nó đâu. Đây cũng là cái đấy là bà xã yêu quá, thế là đi ở đường thấy người ta bán xong mua về. Mình cũng tạo thành một tác phẩm để sang năm chơi. Đúng rồi. Chứng tỏ là hai chị này là rất yêu lan các bạn. Mà tôi nói thật thì các bạn nhé, nếu mà một gia đình mà có một ông chồng mà mê lan, mà bà vợ không biết đường mê lan theo thì rất dở. Đấy, bởi vì cái mê lan thì nó giúp cho rất nhiều gia đình gọi là hạnh phúc hơn. Bởi vì sao? Bởi vì các ông ấy là bỏ nhậu này, bỏ cờ, bỏ bạc, bỏ câu, bỏ các thứ, xong rồi cứ đến giờ là lên vườn để chăm chút bốc mứt, rồi bắt sên bắt xiếc các kiểu. Thế có đi nhậu nữa đâu, nên là một là sức khỏe tăng lên, hai nữa là nếu mà đi nhậu nhiều thì mới dễ gặp em út các bạn. Chứ ở nhà mà trầm lan này thì tay toàn bốc mứt thôi thì có em nào em mới mê đâu. Thế là yên tâm là hạnh phúc gia đình sẽ tăng lên, đúng không chị? Dạ đúng rồi. Đấy. Mà em thấy là
thủ các ông chơi hoa thì rất là kiên trì, bền bỉ, chịu khó. À, đúng rồi. Sáng dậy rất sớm mà đêm hôm thì ngọ ngọ. Đêm hôm là ngọ. Vợ gọi có thể chưa xuống nhưng mà yên tâm hẳn. Nhớ là lan chưa tưới là phải quan tâm ngay. Xem cái chậu này có phải là lắm ít. Mà thì sẽ có người gọi là lá mít và có người cũng sẽ bảo là thế mà cũng gọi là mít. Tại vì sao? Bởi vì là lá như này thì cũng rất là đẹp rồi và đầu lá nó cũng không nhọn mấy. Và thường ấy là cái lá mít ấy là nó khác nhau chủ yếu là do cái đầu này thôi. Đỉnh lá này nếu mà nó nhọn quá thì người ta sẽ không gọi lá mít, bởi vì thường cái lá cây mít thật ấy, thì nó không có nhọn. Nhưng mà nói là nói thì thôi, bởi vì tôi đã từng vặt trực tiếp cái lá mít thật ở cái cây mít liền bên vườn của tôi nhiều lần rồi. Để so rồi thì cũng có những cái lá mít nó dài và có những cái lá mít nó tròn, cho nên chuyện cũng bình thường. Có người đàn ông thì cao, có người thì gầy, có người thì béo béo một chút, có người thì da trắng, có người da đen, chuyện rất bình thường, không có gì. Ba thì cũng có một chút thôi. Và Di Linh Trắng là một cây đã từng rất nổi tiếng cách đây khoảng 2-3 năm. Ngày xưa thì nó nổi tiếng lắm. Rất nổi tiếng. Rất bình thường. Bây giờ thì nó đã rẻ hơn rất nhiều rồi. Tức là người ta bây giờ thì cái hàng mà trắng này thì người ta ít chơi hơn. Cái giai đoạn này thì đang đổ xô hết vào 5 cánh trắng. Nó trắng một màu là người ta không thích. Cái trắng, ví dụ bởi vì nó có một cái chút gì đấy, nó có cái màu sắc vào thì nó người ta thấy nó hay hơn, yên vui hơn. Vì cái từ mà trắng nó kiểu có những người ta lý luận là bảo trắng là tôi không chơi, bởi vì sao? Bởi vì nó bảo nó giống với cái tang tóc quá ấy. Đấy kiểu thế, người ta lý luận thế. Đấy là quan điểm của người ta thôi. Cây võ tòng. Vâng, võ tòng. Cây võ tòng này thì tôi cũng không hiểu về nó nhiều lắm các bạn. Nên là cây lâm thôn. Vâng, chỉ có cái tên nó hơi nhạy cảm đấy thôi. Trồng kia. Đây cũng thọ thì có một chút thôi. Mấy giò Phú Thọ. Phú Thọ thì anh này là mũi trắng. Và Phú Thọ, lá lỗi, mũi trắng. Nhưng mà riêng về lá lỗi và mũi trắng thì bây giờ vẫn cứ có hai luồng thông tin nha các bạn. Có những người thì khẳng định là phải là lá lỗi với lại mới là Phú Thọ cổ tiết mới nọ kia cái thứ. Nhưng mà cái thông tin đấy thì tôi có thể khẳng định với các bạn là không chính xác nữa. Bởi vì tôi đã gọi là kiểm chứng ngay tại vườn của tôi ở nhà rồi. Có những cái chậu mà một thân nó lên có lá lỗi và một thân không có lá lỗi. Như vậy là lá lỗi không nói lên điều gì. Thứ hai nữa, ở trong vườn của tôi thì có mấy chậu nó chả phải Phú Thọ gì cả, nhưng mà lá lỗi tè le hết kìa cả ra. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái mũi. Thì lúc nãy anh Sơn anh nói như thế thì nó cái từ nó là chưa chính xác lắm ở cái chỗ này này. Mũi của cây Phú Thọ thì mũi nào cũng trắng, nhưng mà nó là cái cựa ấy, tức là cái phía đằng sau của cái mũi đấy thì là nó có một cái phớt hồng, một tí. Phớt hồng hoặc là trắng trắng tinh. Đấy, chứ còn mũi là hiển nhiên nó là Phú Thọ là nó trắng. Đấy, chứ còn có những người gửi cho tôi một số cái ảnh bảo là cái này có phải Phú Thọ không, nhưng mà mũi nó hồng có nghĩa là cây đấy không, cây gì không biết nhưng không phải Phú Thọ. Đấy, thế thì mũi là nó trắng, nhưng mà cựa thì nó có một loại trắng, một loại nó gọi là hơi phớt hồng. Thế thì tôi có gặp một anh là anh Kiên Trần ấy, giám đốc trung tâm công nghệ sinh học của Đại học Hùng Vương ở trên Việt Trì, thì anh có nói là cá bao nhiêu tiền anh cũng chơi, ở chỗ là cái mũi thì trắng thì ok rồi, nhưng cái cựa trắng hay hồng thì nó sẽ do biến thiên của từng năm mà của thời tiết. Nếu mà ai mà dám lấy một cái cây gọi là mà cựa trắng xong ngày cá với anh ấy là sang năm sau hoặc trong vòng 3 năm nó nở lại mà nó đều trắng thì mất tiền là anh cũng chơi. Có nghĩa là anh nói là cái mũi trắng thì ok rồi, nhưng cái cựa trắng thì nó có thể nó sẽ biến thiên và năm nó có những khi là trồng nó sẽ ra hơi tím ở cái cựa và có những khi nó sẽ trắng. Đấy, thì cũng không biết như thế nào, các bạn mà có thông tin thì có kiểm chứng gì thì các bạn cứ cung cấp thông tin cho tôi ở cái phần bình luận của video nhé các bạn. Sưu tầm thì cũng rất nhiều hàng rừng và thỉnh thoảng là có những cái cây như này, năm nay năm thứ tư thì may ra với được ngắm hoa và nó cũng có những cái đặc trưng riêng và lá nó lại lá hơi viền một tí, các bạn viền một tí, nó cũng có khác biệt hẳn những cây khác. Ok,
Mắt quỷ à? Đây là áo mắt quỷ Phú Thọ. Phú Thọ đẹp và, lắm. Vâng. À thế ạ. Xem cái mặt bông của cái áo mắt quỷ. Mọi người công nhận trí tưởng quỷ tượng nhưng mà nó lại quỷ Phú Thọ ấy ạ. Nó có hai dòng, một quỷ Phú Thọ, hai là quỷ Hòa Bình. Vâng. Mọi người tưởng tượng cũng giỏi thật. Mắt mà tưởng tượng ra là cái mắt quỷ. Không biết là ai đã từng gặp quỷ chưa mà tưởng tượng ra được cái mắt quỷ. Cái tên thì ra nghe đấy, nhà của anh Sơn với chị Lý là bây giờ tôi mới để ý là ở kia còn có hẳn một con gà rừng nó đứng trên này, nó canh kìa, canh lan kìa các bạn này. Đấy. Anh em biết là thích chơi cây cối nên là chim gà toàn anh em đưa đến tặng. À, đây còn có cả chim này. Tôi thì không có thời gian để chăm những cái món này các bạn ạ. Ví dụ như cây lan ấy, mình trồng nó tiêu chuẩn rồi, mình có mái che rồi tưới tự động thì kiểu gì cũng được. Là bông mắt quỷ Phú Thọ. Mắt quỷ Phú Thọ. Đây, cái hoa ở cái chóp này. À, vâng. Cái bó này luôn. À, rồi rồi. Mắt nó rất là nó đỏ. Tràn hết. Đỏ, và tràn đỏ hết. Nó tràn. Nó kiểu như là nó hơi hoang dại một tí, nó hơi ma mị một tí, nên chắc vì thế nên mọi người gọi là mắt quỷ. Mà tôi tin là mắt quỷ nó không như này đâu. Chắc nó phải đỏ ừ các thứ. Anh tác phẩm này cũng rất là lực đấy. Năm cánh trắng Phú Thọ. Năm cánh trắng Phú Thọ đây. Đang có hai thân đều có hoa. Nhưng mà cây này thì nếu mà nói và gọi là tiêu chí thì là tiêu chí để làm, nếu mà bạn nào mà mua để làm một cái giò gọi là giò nái thì ok. Là vì sao? Bởi vì nó có ba cái mầm gốc rất là khỏe. Nhưng nếu mà muốn thu hồi vốn nhanh ấy, thì giò này nó lại là không phải nhé các bạn. Là vì sao? Bởi vì nếu muốn thu hồi vốn ấy, là từ đây nó phải lên đây nó phải được chục kỳ. Chục kỳ là ví dụ như mà kỳ mà lại trên thân hoa bây giờ ấy, là sẽ bẻ tầm cỡ khoảng độ 7 đến 8 triệu tùy dài ngắn. Đấy, thế thì nếu mà có chục kỳ là kiếm được mấy chục triệu rồi nó mới thu hồi vốn. Còn như này ấy, là bao nhiêu tiền mua thì nó gom vào, nó đổ vào ba cái mầm gốc này hết. Mà mầm gốc thì không làm gì khác còn chờ, ngoài cái việc là chờ năm tới. Cho nên là nếu mà bảo để thu hồi vốn ngay là cái dòng này, cái chậu này thì lại khó thu hồi nhé. Đấy, nó thế. Cho nên nó phải tùy. Nếu mà để mua làm giò nái thì những cái giò như này thì lại rất là hay và nó có rất là lực. Đấy, nhưng mà nếu mà muốn mà kiếm tiền ngay ấy, thu hồi vốn ngay ấy, thì cái giò này lại kém. Nhưng mà cái giò mà nó có quá nhiều kỳ ấy, thì thường cái mầm gốc của nó lại yếu hoặc là nó ngắn hơn, bởi vì nó bị nuôi kỳ nhiều. Đấy, cho nên là mỗi người mua nó sẽ có cái mục tiêu khác nhau. Nhưng cái này nó có cái hay nhất, quan trọng nhất của cái thời điểm bây giờ, đấy là nó sẽ có hoa chính chủ luôn cho các bạn, gọi là chơi. Đấy, bởi vì nói chung là Phú Thọ thì bây giờ nó cái tình trạng mà sai hoa thì nó cũng không còn quá nhiều, bởi vì nó nở lại rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà một số dòng mà nó khó hoa ở thân ngắn ấy, thì mà ví dụ như HO chẳng hạn đấy, thì có nụ được là cực kỳ là quan trọng. Đây thì Phú Thọ này cũng được rồi. Cái này ra là mít nhưng mà lại thân xanh sạch. Vâng. Tức là một tháng trước thì chắc thì bằng đúng cái chậu của Phú Thọ này thôi. Vâng. Nhưng mà vì cái lực nên là thành ra là một tháng, sau một tháng là nhìn cái chậu nó đã khác hẳn luôn. Vâng. So sánh để cái này thì mít hay là mía? Dài có đến tận 16 cm. Vâng. Toàn thân xanh sạch đấy. Vâng. Rất là đẹp. Cái này là nếu mà kiểu mà những cái đối tượng mà mua để bán ấy, mà kiểu có tí yếu tố cô tí lưa là nó rất thích những cái giò như này các bạn ạ. Bởi vì thân nó rất là xanh sạch mà nó rất là giống với những cái giò mà để hy vọng bắt sổ. Thì ví dụ như cái này thực tế là nó đã nở hoa thì đôi khi nó là tím ngắt luôn, chẳng có trắng hay chẳng năm cánh trắng gì cả. Hoa bình thường nhưng mà thân nó quá đẹp, nó rất giống với lại cái hàng đột biến, cho nên là người ta bông này như này thì nó cũng là một bông chơi được. Đấy, cánh bầu vai ngang cũng khá là ấn tượng. Nhưng mà nếu mà nó mà bảo là nó cực kỳ xuất sắc thì nó không phải các bạn ạ. Đấy, nhưng mà nó chơi được. Nhưng mà giữa từ cái này mà nó thành cái cây đột biến thì giá nó khác nhau, nó vẫn chênh nhau rất nhiều. Cho nên là ví dụ như mua cái này. Cây bố mẹ của nó đây. À vâng.
Đấy, ví dụ như là mua những cái chậu này về xong là bán theo kiểu bán xanh sạch, bán ấy là nhiều ông là lao vào ấy, mua cái giò này có khi xuống tiền hàng mấy chục ngày để hy vọng bắt sổ ngay đấy, nhưng mà thực tế không phải. Xanh hơn là mơ trắng. Cây bố mẹ ở đó đây. À, cây bố mẹ. Nó hoa hết rồi đấy. Vâng, hoa rồi. Ký trên thân mà nó cũng xanh như thế này, cũng không vết, tì vết gì cả. Đúng rồi. Đấy. Nhưng hoa tím luôn nha các bạn. Mặc dù cái bông hoa nó khá là đẹp nhưng nó vẫn là hàng tím thường chứ không phải là cái này mà bảo bị lừa thì đúng là ai chắc rồi. Cái này mà bán lừa là chết thì chết luôn. Còn cái giống này thì cái này nó lại dạng kiểu lá tre các bạn, nó rất là dài. Nhưng cái này thì người ta không gọi là mít được. Bởi vì nó không có cái lá mít nào nó dài như này cả. Cái thân này lá rất là dài. Lá này tầm khoảng độ 10 lá này tầm gần 20 cm các bạn, cái chiều dài của lá. Giá màn đấy 17 18 cm. Dưới này thì nó to ngắn hơn này. Xem. Đỏ nó như này. Đấy, 15 16 17 cm. Quá khủng luôn. Đấy các bạn thấy ở trên này là rất là gió mát thoáng thì kinh khủng chưa? Rồi, thế này là hai vợ chồng hay là anh chị thì các cháu lớn chưa ạ? Em cháu lớn 13. Cháu lớn 13. Mới được cái cháu thứ 3, năm nay 6 tuổi ạ. Ôi trời. Thế là cháu thứ 3 là 13 là 3 tuổi. 6 tuổi. À 6 tuổi. Đấy, đấy là cái giống gì ạ? Ám hồng Phú Thọ. Ám hồng Phú Thọ á? Có mặt hoa chưa anh? Có. Dạ, đâu đây là kim 52. À. Đẹp. Ám hồng Phú Thọ. Mặt hoa cũng được. Cả chùm cũng đẹp. Đấy, cũng đẹp. Mặt hoa cũng đẹp. Cái cánh vai ngang thì nó không phải cánh bầu nhưng mà nói chung cũng đẹp. Đặc biệt là cái mắt và cái mũi thì rất là ấn tượng. Mắt mũi rất là ấn tượng, đặc biệt là cái này. Đây là cái này là còn yếu cái sợi dây xong để kaki ra hoa. Hoa đẹp đấy, hoa đẹp đấy. Trên thân. Đấy mà đặc biệt này, kỳ 52. Kỳ mà nó nhìn dã man luôn các bạn ạ. Ví dụ như bây giờ đăng lên thì mọi người mà muốn sưu tầm thì những cái key này thì anh chị bán như nào? Rẻ thôi mà. Chia sẻ cho mọi người chơi. 200k một key các bạn ạ. Thế thôi. Cái mặt hoa đấy nó rất là hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 key này, nếu mà 7 key mà nhân 2 lên là thành 1.4 triệu các bạn ạ. Nếu mà 1.4 triệu cắt luôn từ đây về để vào một cái chậu to là sang năm là thành một cái chậu to thế là thành như này. Đấy. Rất là hay. Trên này nó gió nhiều, nó nắng nhiều nên cây nó mình giữ ẩm cho nó. Cứ bảo là trên này là rễ ít, anh nhìn bộ rễ của nó. Ám hồng Phú Thọ. Ám hồng. Các mặt bông tương đối đẹp. Đúng đẹp. Nhìn bộ rễ. Em chỉ chia sẻ không. Rồi. Chậu cũng đẹp. Chậu này thì ví dụ như người ta ai mà có người tự dưng người ta nổi hứng người ta muốn mua cả cái chậu này sao? Nói chung cứ đến nhà thì nó đơn giản lắm. Đến nhà thì đơn giản. Từ vì mình là người thích chơi hoa thực thụ. Nên chia sẻ cho mọi người cùng đam mê. Đơn giản. Ok. Quà tặng mà các thứ là cái sách trà giỏ đi luôn. Nhất là nếu mà các chị em các chị em nào mà yêu là vì trên Hoa Lan TV thì tôi theo dõi là có khoảng độ 17 hay 18% người xem và người đăng ký là phụ nữ. Đấy, thế là nếu mà chị em nào mà yêu Lan thì có thể liên hệ gặp với anh Sơn. Nhưng mà đề phòng những lúc mà chị Lý chị có nhà thì cũng coi chừng nhé. Chỗ này là dòng kinh qua anh ạ. Qua. Công nhận là tôi có một cảm giác là trên này của vườn của anh Sơn nó kỳ nó lên rất là ghê các bạn. Nên kỳ rất là ghê luôn. Kỳ đây. Kỳ giống kỳ rất khỏe luôn. Kỳ rất dài. Đây này, đây. Kỳ này cũng tầm khoảng 17 cm rồi, chưa ra rễ này các bạn ạ. Kỳ này khoảng 15 cm chưa ra rễ luôn. Kỳ này giả này, kỳ này gần 20 cm này.
kỳ rất là khỏe luôn, kỳ rất là dài. Nhưng mà nó chưa có rễ. Là vì sao cái này thường cái này, những cái này là nếu mình không xử lý thì nó sẽ không ra rễ đâu, bởi vì là cái dưỡng chất ở trong cái giò cái thân mẹ này này nó quá nhiều, nó quá khỏe luôn. Cho nên nó không có nhu cầu tự kiếm ăn. Bản chất đây nó là con mà. Nó giống như con người ấy, giống như con chúng ta ấy, nếu mà mình chăm bón, chăm lo cho nó quá thì nó không có nhu cầu tự kiếm cái để nó sinh nha. Thì đây nó chẳng tội gì mà nó ra rễ cả. Khi mà nó được mẹ nó cung cấp dưỡng chất đầy đủ rồi. Đấy, cho nên là những thằng này là bắt buộc phải cưỡng bức để cho nó ra rễ thì để còn tách thì mới được. Đói thì bây giờ mình đã làm nó quá tốt rồi thì mình không bỏ đói được nữa. Thì bây giờ chỉ có cái là mình tác động để cho nó ra rễ thôi, tức là phun những cái kích rễ, những cái công thức kích rễ thôi. Chứ còn bây giờ nó dưỡng chất nó ở trong cái giò này nó đang ổn định và nó đang tốt rồi thì rất là khó. Mắt quỷ Hòa Bình, lúc nãy là mắt quỷ Phú Thọ, ở đây là mắt quỷ Hòa Bình. Những cái này có rễ rồi này các bạn. Những cái kỳ này thì vặt được tốt rồi. Mà giá thì cũng tầm 200k thôi, đấy đúng không? Đấy, bạn nào muốn sưu tầm ấy, muốn sưu tầm những cái giống lan của vườn của anh chị Lý Sơn ấy, thì có thể liên hệ với anh chị theo số nào? 0932 510 510 868 868, 0932 510 868. Đấy là số của anh hay số của chị ạ? Số của chị thì các anh gọi vào. Đây chị đây nhé các bạn. Đấy thì anh nào mà muốn sưu tầm lan của đấy thì mắt chửi của mình đây nó bị tăng cái bóng nhìn đấy rồi. Đấy còn số của anh thì có công bố không ạ? Anh sợ các em nó gọi nhiều. Số của anh là 0983 125 989. Đấy là số của anh Sơn nhá. Các chị thì nên gọi vào số của anh, còn các anh thì nên gọi vào số của chị. Đấy để cho này đặc biệt anh Điệu. Có bay 24 giờ. Tức là đây quay ban đêm này. Vâng. Bà xã và sách xuống tầng 1 chơi. Vâng vâng. Kỳ thì bạt ngàn luôn các bạn ạ. Kỳ thì bạt ngàn luôn. Rất nhiều kỳ. Đến một vật tại chỗ. Là thiệt kỳ. Ví dụ như là một người nào đấy đến đây không thì là và ở đây tôi áng chừng nó phải có khoảng độ vài chục giống. Thì bây giờ cứ chọn những cái giống mà nó đặc sắc ấy thì cứ mỗi mà thân. Mỗi kỳ mỗi một cây này bẻ một thân. Nên là có một bộ sưu tập thôi có gì đâu. Có 40 giống. Đấy. Thì địa chỉ của mình ở đây là gì anh nhỉ? Nhà số 10 ngách 219 trên 64 Công Thượng. Nhà số 10 ngách 219 trên 64 Định Công Thượng. Mà nếu mà tìm như thế thì rất khó các bạn ạ. Tốt nhất là các bạn nên liên hệ với số điện thoại của anh Sơn và chị Lý thôi, anh hướng dẫn. Nếu ở gần tiện thì giao lưu, hoặc là ở xa mà có hẹn trước thì giao lưu thôi, chứ còn nếu mà để đi tìm như thế thì cái người nào ở gần thì tìm được, chứ còn các nơi về tìm thì sẽ rất là khó. Dạ vâng. Ok, video thì đã rất dài rồi, nó sắp sửa tức là 34 phút rồi. Cho nên là một lần nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ kênh Hoa Lan TV, và cũng cảm ơn anh chị Lý Sơn là đã cho chiêm ngưỡng một cái vườn lan cũng rất là thú vị. Đấy, nếu mà các bạn nào mà muốn sưu tầm giống hoặc là giao lưu với anh Sơn, chị Lý thì có thể kết nối với lại các cái số điện thoại đằng trên. Các bạn mà nếu các bạn mà tua video là các bạn sẽ không bao giờ tìm được số. Nên các bạn xem video thì các bạn đừng tua, bởi vì tôi mất công mất sức mất tiền nữa các bạn ạ, để đi quay video cho các bạn, xong rồi các bạn không xem, các bạn cứ tua xong các bạn nhắn tin hỏi tôi thì nó thật sự là tôi không có thời gian để tôi copy số điện thoại để tôi cho hay là tôi đọc đâu. Đọc thì không đọc được bởi vì không nhớ. Đấy, thế mà cho thì cũng không có thời gian đâu. Nên các bạn thông cảm, nếu mà các bạn mà có hỏi tôi số mà tôi không trả lời thì cũng đừng có chửi, mà nếu có chửi thì tôi cũng không nghe, cho nên các bạn tự nghe thôi. Đấy là cũng phải nói rất là thật lòng là như thế. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn chị Lý nhá. Đấy rồi, ok này. Cảm ơn anh Sơn này. Chúc kênh Hoa Lan TV ngày